Boeing nói gì về việc Trung Quốc tự sản xuất máy bay dân sự? Thưa quý vị, trong thị trường khó cạnh tranh của ngành công nghiệp hàng không, Trung Quốc đã khiến giới chuyên môn bất ngờ khi công bố chiếc máy bay thương mại đầu tiên được sản xuất nội địa C919. Sau 16 năm nghiên cứu, chiếc máy bay này cuối cùng cũng đã được ra mắt, ghi dấu ấn đầu tiên trong lịch sử hàng không của Trung Quốc. Với việc hơn 10.000 người tranh giành 30 ghế trên chuyến bay đầu tiên từ Thượng Hải đến Bắc Kinh của hãng China Eastern Airlines, chiếc máy bay C919 đã nhận được sự chú ý đáng kể từ công chúng. Dự kiến, mẫu máy bay mới này sẽ cạnh tranh với các mẫu máy bay tầm trung, thân hẹp có một lối đi như Boeing 737 và Airbus A320. Mặc dù với giá bán từ 90 đến 100 triệu đô la Mỹ, thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh Airbus A320 Neo giá 110 triệu đô la Mỹ và Boeing 737 Max 8 giá 121 triệu đô la Mỹ, nhưng C919 vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Để cạnh tranh với các dòng máy bay thương mại hàng đầu thế giới về các tiêu chí như số lượng hành khách, kích thước và tầm bay, COMAC, nhà sản xuất C919, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đối mặt với sự kiện này, Dave Calhoun, Tổng Giám đốc Boeing đã tỏ ra lạc quan. Ông cho rằng C919 là một sản phẩm đáng chú ý, nhưng COMAC cần một thời gian để phát triển khả năng sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Calhoun tin rằng mặc dù số lượng C919 có thể tăng, nhưng hãng COMAC còn phải đi một quãng đường dài để bắt kịp Boeing và Airbus. Calhoun không cho rằng sự xuất hiện của C919 là một mối đe dọa lớn. Thay vào đó, ông khẳng định rằng tập trung vào cuộc đua công nghệ và định vị Boeing để đạt được thành công trong cuộc đua này là mục tiêu hàng đầu. Dù Trung Quốc đang tự sản xuất máy bay, Boeing vẫn xem họ là đối tác và khách hàng, nhưng nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh có thể thay đổi do căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Trả lời câu hỏi về thông tin Airbus đang cân nhắc tung ra phiên bản mới của A220, động thái có thể cạnh tranh với mẫu 737 Max 8 bán chạy nhất của Boeing. Calhoun lạc quan phân tích rằng việc này không gây ra bất kỳ mối lo ngại nào, thay vì đặt trọng tâm vào việc giành lại 50% thị phần cho các đơn đặt hàng máy bay thân hẹp với Airbus. Ông cho rằng nguyên nhân chính khiến Boeing mất thị phần trong 4 năm qua là do hãng không thể giao máy bay kịp thời vì một số vấn đề về chuỗi cung ứng. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.